Anh em, mình là Ngọc Dũng, Sáo Diều, Việt Yên. Hôm nay mình lên ít siêu phẩm cộng 3, cộng 5. Cộng 3, cộng 5. Đây anh em này. Đấy. Còi 9 này, 5 này. Đấy, cộng 3 này, 5 này, 5 này, 5 này. Đấy, và đây là dàn 5. Đủ các loại thẻ form luôn nha anh em nhá. Mình chuyên chạy xỉ lẻ, anh em nào cần đến bung mình. Quay xa ra một tí. Không vừa đâu. Đây nhá. Hôm nay mình hướng dẫn anh em làm một ngày này, kiếm tiền 5 triệu với 2 triệu 5 triệu này. Anh em hiểu chưa? Đấy. Cái thứ nhất là anh em phải làm, phải nhanh tay, thứ hai là phải học hỏi người khác. Mình chuyên gia đi tất cả khắp nơi, mình gọi là mình tìm hiểu anh em ấy, tìm hiểu thêm của anh em để về mình làm ấy. Đây, mình hôm nay mình mới sắm được cái bút chì chuyên kẻ chuyên kẻ chia vạch của mình, gọi là chia đôi ống ấy, với lại chia miệng. Anh em thấy chưa? Anh em thấy quả bút mình chất chưa? Đấy. Anh em thấy chưa? Đấy, bút chì nhá, đây là bút chì. Đâu đâu mình đo này. Mình đo cho anh em nhá. Con này là được 28 phân, chia đôi ra 14 phân nha anh em nhá. 14 mà cộng 14 là mới có bằng 2229 phải không anh em? 28, 29 thì thằng ngu đấy anh em. Đấy. Đây nhá. Bút của mình này. Mẹ. Đấy, anh em thấy chưa? Đây nhá, đây chia đôi này. Ok chưa? Đấy. Nó lỏng đấy, kéo bay đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Đây nhá, đây là bút nhá. Còn sáo, đây là sáo số liệu của mình làm này, chạy xỉ nhá anh em nhá. Đây, xong đến miệng nhá. Đây miệng mình vẽ tạm cho anh em coi này. Với cả bút điện thoại của mình nhá. Bút này mình vừa mới mua 3 tỷ 3,5 tỷ ở bên Dubai nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này. Đây nhá, chia miệng này, anh em nhìn thấy chia miệng chưa? Ok. Đấy, đấy. Ôi giời, địt mẹ nó lành rồi anh em ơi. Anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy ok không? Đấy. Vẽ như ai luôn, vẽ như nghệ nhân nổi tiếng luôn. Đấy. Anh em thấy chưa? Còn cái chỗ này anh em mình hơi phác phác rồi. Đấy, ngày xưa mình chuyên làm bên bên gì nhỉ? Cái đấy gọi là gì quên mẹ. bên vẽ ấy. Nên đâm ra mình tay mình không cần phải đo thước anh em ạ, mình chỉ hướng một mắt thôi. Mình cầm cái quả bút điện thoại của mình, chỉ có Ngọc Dũng Việt Yên mới có quả bút như này anh em nhá. Anh em thấy chất chưa? Quay sang đây xem. Anh em thấy chất chưa? Chỉ có Ngọc Dũng Việt Yên mới có quả bút chỉ to như mẹ mày cổ tay này nhá, anh em thấy chưa? Đấy. Không khác thì cố chày luôn nhá. Đấy. Đấy. Tẩy đàng hoàng này. Đấy, tẩy đàng hoàng luôn nhá anh em nhá, tẩy nhá. Em có bút này làm gì còn ai có. Ngọc Dũng Việt Yên, chỉ có Ngọc Dũng Việt Yên mới có thôi. Và Đào Văn Tuấn anh em nhá, Đào Văn Tuấn Việt Yên nhá. Anh em thằng em mình nó mới vào nghề gọi là làm sáo. Có nghĩa là không phải là mới vào làm nghề mà là nó làm cũng khoảng tầm 3-4 năm nay rồi, nhưng mà nó bỏ nó đi làm công ty ấy. Lương công ty nó có 8 triệu, lương sáo của mình 20 triệu. Nó bảo làm công ty nhiều gái hơn, còn làm sáo với mình là nó không có gái anh em ạ. Thế là nó lại đi làm công ty. Bây giờ nó lại bảo anh ơi cho em về em làm em kiếm lương chục triệu thôi. Thế mình bảo là lương chục triệu thì kiếm làm gì? Lương bây giờ điên, nếu mà đã cầm tay vào cái cây bút chì tiền thoại hơn 3 tỷ của mình này thì là nó sẽ lên được 20 triệu một tháng anh em nhá. Anh em nào thứ nhất là mình dạy nghề này, thứ hai là anh em nào cần học hoặc là cần sáo xỉ inbox mình dàn 3 dàn 5 nhá. Còn sáo dàn mình làm từ D10 cho đến D120, 150. Mình làm dàn với dàn 35 quả trở xuống anh em nhá. Dàn 35 quả anh em cần thì inbox cho mình nhá. Chỉ vì cây bút chì huyền thoại mình mua hơn 3 tỷ này nhá. Của mình đã kiếm một ngày được 5 triệu anh em nhá. Ok, chào tất cả anh em.